Xin chào các bác. Nay bên cửa hàng nhà em sẽ giới thiệu cho các bác tham khảo hai mẫu loa rời bát 30, hai mẫu phổ thông trong tầm giá cho các bác chơi. Hai mẫu này cho các bác lên thùng full đơn 30, cấu hình chơi một bát 30 và một chép kèn, thì hai cái mẫu này cho ra chất âm cực hay, hát hò tiếng cực kỳ tốt luôn các bác nhé. Một mẫu từ 170 và một mẫu từ 190. Hiện tại bên em đang sẵn hai cái mẫu này, số lượng rất là nhiều. Anh em thợ nào mà nhập hai cái mẫu này, nhập số lượng giá tốt luôn cho anh em thợ, thì liên hệ về bên cửa hàng nhà em. Ở đây là em có một mẫu này. Đây là mẫu bát 30 RCF T bằng bích 6 lỗ các bác nhé. Con này là bát 30 gân vải tẩm dầu 3 gân, toàn bộ là màng bóng, màng chống nước các bác nhìn này. Hàng quá là xịn sò, hàng cao cấp luôn. Toàn bộ là hàng chính hãng của thương hiệu BIF. Cái thương hiệu BIF này là một thương hiệu mới của ở bên Trung Quốc. Đấy, thương hiệu mới nhất năm 2022 các bác nhá. Này. Dã man luôn. Đẹp long lanh luôn các bác ạ. Loa nói chung là linh kiện cao cấp, nhìn nó rất là khôn. Bát 30 giờ xếp màng của nó là màng xếp ly lượn sóng, màng đen và nón đen, phủ keo dầu bóng. Chất lượng màng cực xịn luôn. Con này cho các bác lên thùng tiếng đánh chắc, tiếng uy lực chống sâu, tiếng sáng. Có nhìn này. Kẹp lỗ bích thép 7 màu. Từ 190, côn 76 nhện màu vàng. Đây, những dòng loa chất lượng này, dưới màng có nhìn này lấp lánh những sợi bông thủy tinh luôn. Để em nói có sách mách có chứng nhá. Đây là cọc chạm truyền thống của RCF và bản này bản xương nhôm rồi. Quá chất lượng. Bích 6 lỗ. Các bác đi mua loa bát 30 RCF trên thị trường ấy, nó phải rõ hãng sản xuất cho em nhá. Ví dụ như bát 30 RCF này, nó là hãng BIF sản xuất. Đấy, có thương hiệu đàng hoàng các bác nhá. Này. Con này 600W. Trở kháng 8 ohm cơ ạ. Tần số 35Hz đến 1kHz. Với con bát 30 giờ xếp này em đang bán là 2.050.000 một đôi. Mua hàng bên cửa hàng nhà em được hàng hãng luôn của BIF nhá. Các bác lưu ý cho em. Bên em giới thiệu cho các bác chi tiết nhất để khi các bác mua hàng các bác phải lựa chọn được hàng hãng, tránh mua phải những cái hàng xưởng lẻ sản xuất không rõ nguồn gốc xuất xứ các bác nhá. Và đây là một em đang test một mẫu loa bát 30 từ 170. Con bát từ 170 này thì là cho các bác dễ phối ghép với âm ly hoặc cục đẩy. Còn các bác chơi với cả từ 190 các bác phải xài với cục đẩy 650W một kênh mới đánh được. Đây là con bát 30. À, con này thì có cái mã là này. Con này thì có cái mã là ZW12G301 nhá. Đấy. Giờ xét ZW12G301. Còn bát 30 từ 170 này có cái mã chính hãng của công ty, có cái model. Đây nó phải có cái tem chính hãng như này các bác này. Thì các bác mới mua nhá. Model 12W177016. 95 dB, trở kháng 8 ohm. Côn 75. Từ 170, 600W. Xương nhôm. Và bản này là bản xương Martin đấy, hay gọi là xương Martin đấy. Con này từ 170 từ cũng siêu dày luôn. Kẹp lỗ bích thép 7 màu, nhện màu vàng, côn 76. Và con này dưới màng chi chỉnh sợi bông thủy tinh này. Và cái bản này của nó các bác nhá. Các thấy không? Toàn bộ là màng bóng chống nước hết. Cái bát 30 từ 170 năm nay là nâng cấp để màng rất là xịn này. Gân vải tẩm dầu 2 gân. Màng mũ là phủ keo bóng hết. Các thấy không? Con cặp này thì em đang bán là từ 170 em đang bán là 1.450.000 một đôi. Đây em sẽ mở to âm lượng lên cho các bác nghe nhá. Bên em thì chuyên cung cấp những củ loa rời bát 30 các mẫu. Anh em thợ nào mà nhập số lượng thì liên hệ về bên cửa hàng nhà em thương mại điện tử, giao buôn số lượng giá rẻ nhất cái Việt Nam các bác nhá, rẻ nhất YouTube. Lưu ý anh em mua số lượng vui lòng kết bạn Zalo nha để em báo giá. Hàng loại 1 thì bao giờ nó phải như thế này, và hàng hãng bao giờ nó phải nét căng như này.
Thôi nhé, em xin dừng nhạc. Tắt nhạc đi. Các bác nào quan tâm mua hàng thì điện cho em. Nói chung là em giới thiệu dài dòng để cho các bác hiểu được. Khi các bác mua hàng là các bác phải là người tỉnh táo nhất, tránh mua phải hàng sừng lẻ, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đấy, em chỉ muốn nói vậy thôi. Quan tâm nhé, điện về bên cửa hàng nhé, theo 2 số điện thoại 58 15 và 72. 2 số hotline, 2 số này nhé, em có Zalo mua hàng, nhắn tin qua Zalo cho em. Em có ship code bưu điện toàn quốc gửi bến xe. Thôi nhé, hẹn gặp lại các bác ở video lần sau. Chúc các bác xem được video thật nhiều sức khỏe.